Chào các anh chị, mình đang ở trực tiếp tại cái vườn của một cái chị trồng rau sạch ở Vằng Thành. Thì mình cảm nhận là cái vườn rất là đẹp, sạch sẽ mà cũng khá là đẹp. Chị đang làm du lịch, chị đang theo hướng là dâu. Thì ở đây mình tặng mẫu thử cho chị một miếng bẫy xanh Israel. Sau khi giăng lên trong vòng 3 phút sau thì có một số con bò trĩ nó bám vào đây. Đây là những con bò trĩ nó đang di chuyển, nó đang bu ở đây. Đấy, thì chị chỉ cho mình thì đó là nếu được như thế thì tốt quá. Đồng thời đó thì mình cũng thử nghiệm một miếng bẫy vàng ở bên này. Chị thì kia là bẫy của chị, thì vườn của chị thì không có nhiều côn trùng, nhưng mà mình cứ thử thôi. Cái bẫy vàng này bây giờ nó không còn chức năng là bẫy nữa, mà trong cái vườn của chị nếu như không có ruồi như thế này thì mình sẽ cho như là chị đang bẫy đo cái lượng côn trùng cỏ trong vườn. Mà đúng là sạch thiệt, là vì mới giăng không thấy gì cả. Đấy. Nếu như bạn có 1.000 mét vuông dâu sạch như thế này thì chỉ cần 30 mét bẫy vàng và 30 mét bẫy xanh là đủ, chi phí sẽ không là bao nhiêu. Chị cứ đi vô cái vườn dâu mà nhìn như thế này là có hiện tượng bỏ trĩ. À, dạ. Nó tròn hết là người ta giải quyết rồi. Dạ, dạ. Mình giải quyết bằng cách đi xịt tạo gió cho nó bay bớt đi. Ừ. Rồi em lột cái này ra nè. Cái này nó có hai. Có gió là nó sẽ không có ổn định. Ừ. Lột hai mà. Có gió nhiều là bỏ trĩ nó đi rồi. Không sao. Dạ, lột dạ. Nên là nó đi hết rồi. Ừ. Thì cái này nó bảo hành tới 6 tháng lận, nên chị cứ để đây. Dạ không, cái của bên em là nhập từ Israel về nên em tin là nó sẽ ổn hơn đó chị. Các anh chị, như vậy thì chúng ta kết luận lại rằng cái bẫy xanh Blue Trap nhập khẩu Israel là dùng để bẫy bỏ trĩ hiệu quả hơn so với bẫy vàng. Nếu như bẫy vàng đạt hiệu quả 70-75% thì bẫy xanh Blue Trap đạt đến 80-90% trên bỏ trĩ gây hại nông nghiệp. Ngoài ra thì thời gian bảo hành keo lên đến từ 6-8 tháng trong nhà kính. Về cái tính hiệu quả cũng như cái tiện ích, đó là tỷ lệ giăng thì tầm 3-5% trên 1.000 mét vuông. Tức có nghĩa là từ 1.000 mét vuông thì các anh chị nhà vườn chỉ mất từ 30-50 mét trong thời gian từ 6-8 tháng. Thì chúng tôi tính chi phí tầm 90.000-120.000 cho một tháng. Anh chị có thể trải nghiệm thử nhé.